Phan Hải xin kính chào quý bác chị mình ha. Thì đây là một cái loại cây mà nó hỗ trợ chúng ta về xương khớp rất là tốt. Ví dụ như về bong gân trật khớp, sưng khớp, viêm khớp. Và những người nào bị thoái hóa xương khớp, thoái hóa cột sống, xẹp đĩa đệm, một cột sống, sử dụng cây này rất tuyệt vời. Bằng cách là nếu chúng ta bị bong gân trật khớp thì cô anh chị mình lấy cho Hải một đoạn lá như thế này. Ví dụ như cổ tay thì nó ngắn, thì cổ chân, đầu gối thì nó dài, nó lấy dài ra. Thì chúng ta lấy thích hợp theo cái diện tích mà chúng ta bị bệnh. Rồi hơ nóng, rồi bó vào, đắp vào hoặc bó vào cái chỗ mà chúng ta bị. Rồi khi nó nguội thì chúng ta hơ nóng lại. Rồi cách thứ nhất. Cách thứ hai mà khi chúng ta bị bong gân, trật khớp, viêm khớp, sưng khớp, thì chúng ta, cách thứ hai thì chúng ta làm hơi cực hơn. Đó là chúng ta giả dập, bỏ lên chảo, cắt khúc ra, bỏ giả dập, bỏ lên chảo. Cho Hải 1-2 muỗng giấm ăn vào, xào cho nó ấm lên, xào cho nó ấm lên. Và chúng ta bó vào cái chỗ mà chúng ta bị bong gân trật khớp. Đó. Rồi. Còn nếu như mà chúng ta bị về xương khớp, xương sống, cột sống, bị đau nhức, viêm, thoái hóa, vôi gai, hoặc là thoát vị đĩa đệm, hoặc là bị xẹp đĩa đệm, thì có hai cách để chúng ta có thể làm. Cách thứ nhất là cô bác chị mình chuẩn bị cho Hải là một cái lá này. Cây này là cây nán hoa trắng, còn hay gọi là cây đại tướng quân. Đó, nán hoa trắng hoặc đại tướng quân. Rồi. Cách thứ nhất để hỗ trợ điều trị về vấn đề thoái hóa xương khớp, cột sống rồi đó, thì cô anh chị mình đơn giản chuẩn bị cho Hải khoảng 100 đến 200 gram củ gừng tươi, củ gừng nhà trồng, và một lá to như thế này. Rồi. Củ gừng thì chúng ta giã nát, lá này thì chúng ta cắt khúc giã nát, bỏ vào chảo, bỏ lên chảo. Và đổ cho Hải khoảng 2-3 muỗng giấm ăn, giấm mà chúng ta hay bóp gỏi, trụng nộm rồi đó. Xào cho nó ấm lên. Và chúng ta nằm úp. Và chúng ta trải cái hỗn hợp mà chúng ta mới xào lên, trải lên, nằm đó. Trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ. Và chúng ta bỏ. 2 ngày chúng ta làm một lần như vậy. Thì nó sẽ giảm đau tiêu viêm cho chúng ta, giảm sưng rất là tốt. Cách thứ hai là chúng ta có thể lấy hai lá nán hoa trắng này. Hai lá, nếu lá nhỏ còn lá lớn như thế này thì lấy cho Hải một lá thôi. Rồi chuẩn bị cho Hải khoảng nửa kg củ gừng và một nắm muối hột. Củ gừng và muối hột xay chung với nhau. Xay xong của bánh chị mình lấy cho Hải một ly rượu mạnh ha, rượu nhất á, rượu ở độ cao á, đổ vào. Và cái lá nán hoa trắng này chúng ta để dưới cái giường. Chúng ta chuẩn bị cho Hải một cái giường tre và một tờ giấy báo lót trên giường. Rồi lấy cái lá nán hoa trắng này trải lên cái tờ giấy báo và lấy cái hỗn hợp hồi nãy đó. Chúng ta xay, chúng ta khỏi cần xào, hỗn hợp đó chỉ cần xay thôi. Và trải lên cái lá nán hoa trắng. Và chúng ta để ở dưới cái giường một cái thao than, than hoa đó, đốt. Thao nhỏ thôi nha, bự quá nó nóng. Thao nhỏ thôi. Rồi cô bác chị mình đốt cái than lên, để ở dưới cái lá nán hoa trắng này, để ở dưới cái giường á. Cái thao than xong tới cái giường, xong tới một lớp giấy báo, xong tới cái lá nán hoa trắng này. Trên cái lá nán hoa trắng này là hỗn hợp gừng, muối hột và rượu. Và chúng ta sẽ nằm dài lên. Chúng ta trải cái hỗn hợp đó dài theo cái lá nán hoa trắng. Và chúng ta nằm để cái xương sống chúng ta dài theo cái lá nán hoa trắng. Và chúng ta nằm. Ở dưới này thì lửa nóng nó hừng lên, rút và nằm trong vòng khoảng 2 giờ. Khi nào cái hỗn hợp nó khô và chúng ta ngồi dậy. Bệnh nhẹ mỗi tuần làm một lần, bệnh nặng mỗi tuần làm 2 lần. Thì nó sẽ hỗ trợ điều trị xẹp đĩa đệm, xẹp đốt sống, xẹp đĩa đệm, nói chung là bị thoái hóa đó, gai rồi thoát vị. Cái cây nán hoa trắng còn hay gọi là cây đại tướng quân này, mong rằng nó có thể giúp đỡ cho cô bán chị mình. Rồi
Nếu thấy video hay thì cô bán chị mình hãy cho Hải Sinh một lượt đăng ký và một lượt thích để video lan rộng đến những người không có tiền chữa bệnh đường cùng. Kính chúc quý cô bán chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ Phan Hải xin kết thúc video đây. Bây giờ xin chào. Xin hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh Phan Hải Vlog và video tiếp theo.